Đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, sao Kim và sao Mộc đã xuất hiện lại gần nhau nhất trên bầu trời trong vòng 24 năm qua. Tại đài quan sát Griffith Observatory ở Los Angeles, rất đông người yêu mến thiên văn đã kéo đến để chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm gặp này. Đây là một cảnh tượng đẹp và hiếm có. Sao Kim và sao Mộc là hai hành tinh sáng nhất có thể quan sát trên bầu trời, trừ mặt trời và mặt trăng. Đây là hiện tượng hiếm gặp và nếu như muốn chứng kiến nữa thì phải đợi đến năm 2023. Đài thiên văn Griffith Observatory đông như trễ hội, người già người trẻ tranh thủ chọn cho mình vị trí đẹp nhất để quan sát. Sao Kim và sao Mộc rất gần nhau, chúng ta có thể quan sát chúng trong cùng khung hình của kính viễn vọng, thật là tuyệt. Mặc dù hai ngôi sao rất gần nhau trên bầu trời, nhưng thực tế sao Kim hiện cách trái đất 80 triệu km, còn sao Mộc là 885 triệu km. Mặc dù là hai đốm sáng tương đương nhau trên bầu trời, nhưng sao Kim có cùng kích thước với trái đất, còn sao Mộc to gấp hơn 120 lần.